Trấn Thành hé lộ căn bệnh khiến anh từ bỏ ghế giám khảo game show, hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Tuy vẫn là cái tên tạo độ hot trong những chương trình truyền hình hiện nay, thế nhưng không thể phủ nhận tần suất xuất hiện của Trấn Thành đang ngày càng ít dần đi. Dù đã không còn ngồi ghế giám khảo chính của siêu tài năng nhí, nhưng Trấn Thành sẽ xuất hiện với vai trò khách mời trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình. Ông xã Harry Won cho biết thời gian qua, dù hạn chế nhận vị trí làm MC giám khảo nhưng vẫn muốn trở lại siêu tài năng nhí vì những giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Trên chương trình, Trấn Thành nhấn mạnh bản thân luôn nhận được những lời mời nhưng phải chọn lọc khi tham gia. Nam MC chia sẻ, chủ trương năm nay của tôi là làm phim nhiều nên tôi vừa phải làm đạo diễn sản xuất cho dự án phim Mai và đầu tư cho phim Đất rừng phương Nam. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi vì thấy sức khỏe của mình đang lên tiếng nên sẽ ưu tiên tham gia cho những chương trình mang đến thông điệp cho xã hội. Mọi người sẽ thấy tôi ít xuất hiện, chứ các nhà sản xuất lúc nào cũng ưu tiên và đặt lời mời với tôi đầu tiên. Đáng nói hơn, Trấn Thành lần đầu xác nhận bản thân bị chẩn đoán mắc bệnh giãn tĩnh mạch ở chân. Nam MC cho biết một trong những nguyên nhân khiến anh mắc bệnh này là do phải đứng quá nhiều trong thời gian dài. Dù đã được các bác sĩ khuyến cáo nên nghỉ ngơi nhưng Trấn Thành vẫn muốn xuất hiện trong chương trình của bà xã. Được biết, suy giãn tĩnh mạch chân là hiện tượng tĩnh mạch ngoại biên bị giãn ra, nổi rõ trên bề mặt da. Tuy giãn tĩnh mạch chân mãn tính thường ít xuất hiện nhưng sẽ gây cho người mắc bệnh cảm giác khó chịu. Nó gây ra các triệu chứng như nhức mỏi, nặng chân, phù chân, tê dị cảm, kiến bò, vọt bẻ, chuột rút thường xuyên về ban đêm. Suy giãn tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trên cơ thể, kể cả tay, nhưng trên thực tế phần lớn các trường hợp mắc phải đều xảy ra ở chân, do hệ thống tĩnh mạch ở chân dài hơn, phức tạp hơn và nhất là chịu ảnh hưởng của trọng lực khi người bệnh phải đứng nhiều trong ngày. Nếu không được điều trị có thể xảy ra các vết loét sắc tố, sưng tấy và loét chi dưới. Ngay khi thông tin này được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội, đã có không ít khán giả và người hâm mộ của Trấn Thành để lại những lời quan tâm, động viên cũng như những lời bình luận chúc cho nam diễn viên mau chóng hồi phục sức khỏe để có thể trở lại công việc tốt hơn. Trước đó, việc bỗng nhiên bay màu khỏi hai game show đang ăn khách trên truyền hình của nam MC cũng đã gây xôn xao cõi mạng một thời gian. Nhiều người thắc mắc lý do một ngôi sao hút fan như anh lại bay màu tại hai game show đình đám này. Tại Thách Thức Danh Hài, Trấn Thành từng gắn bó tới 6 mùa, tuy nhiên khi đến mùa 7, anh thông báo sẽ không còn tham gia. Thời điểm này, phía Thách Thức Danh Hài chia sẻ khán giả chủ yếu trông đợi vào việc người chơi có thắng được hay không, chứ không phải mong ngóng nhiều vào các giám khảo. Ngoài ra, việc thay đổi hai giám khảo cũng là bước thử nghiệm để tạo sự mới mẻ cho chương trình. Phía nhà sản xuất cho hay, dù sức nóng tên tuổi của hai giám khảo cũ có lớn đến mức nào cũng khó tạo thêm độ hot cho chương trình khi khán giả đã quá quen thuộc tới 6 mùa. Trong khi đó, Chạy Đi Chờ Chi Running Man Việt Nam mùa 1, Trấn Thành từng là một thành viên chủ chốt thì rất năng nổ gây cười. Tuy nhiên đến mùa 2 anh cũng không tham gia mà vị trí này được thay thế bởi Trường Giang. Nói về lý do Trấn Thành ngừng tham gia, phía nhà sản xuất phủ nhận những tin đồn sai lệch và khẳng định mong muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác mời tham gia để tạo sự đa dạng. Về phía Trấn Thành, trong một cuộc livestream trò chuyện với khán giả, anh cũng từng chia sẻ về lý do vắng mặt tại hai game show nổi tiếng này. Trấn Thành cho biết anh rất tiếc khi không tham gia được Running Man Việt Nam mùa 2. Lý do đơn vị sản xuất sẽ có thông tin chính thức vì họ có chiến lược truyền thông riêng. Để trấn an người hâm mộ, Trấn Thành cho biết lý do không tham gia do sự cố nhỏ nhỏ về sức khỏe. Đó cũng là lý do Trấn Thành không ngồi ghế giám khảo Thách Thức Danh Hài mùa 7.